Tuổi đã già nay đã con hiếm, cầu tự tứ phương mới được mụn con dai. Nhưng mà đa hữu tật bất hữu tài, ấy nhà có việc nên mời cậu gia bàn bạc đây. Bớ thằng cu lớn. À đứa nào gọi gì ông đấy? Ôi trời ơi, nó đây, nó cứ tưởng này trẻ trăn trâu gọi nó đây. Tao đây, bố mày đây, dạ, báo bổ. À thế bố bảo ông đi hầu bổ tỉnh nào đấy? Dạ mà anh cưới em mày chứ hầu bổ gì cái mã mày. Này, à thế đi anh cưới em có phải mang vàng luôn đi không nhỉ? Ôi giời ơi, em giàu câu chứ lị. Dạ mày đây. Ờ, ý nào nhờ anh em có tiếng xanh ngọt nghiệp, để thì rước cái bông lên đi ra hầu bổ nào. Ôi thế không cười hú hú hút vào, cười thở ra để có cái răng nào nó dụng tiệt à. Mà không ra thì lại bảo là không ra cái hồn người. Có ra thế này mới biết là kẻ hư người hỏng. Chả có thế mà chiếu quan trên chi lễ biểu nhân tình chi nghĩa. Sơn triệt, voi so đất cá triệt. Mà lúc tam quốc đốc cân, lục quốc đốc bớt. Cho nên diện tiền em mới có cái miếng ấn to đây nè. Sứt môi à? Thối khô ngời ngồi ở dưới kia chả sứt bằng chí đấy em. Hôm qua em đi ru thị chợ đấy, có mấy chiếc con gái nó cứ phải rồi ấy. Họ mạc chi mà phải gọi bằng cô. Ôi giời ơi, gớm cô chỉ trông ngư. Cô thì nó mư. Có cô cao quá, cô lại cúi xuống cô nhỏ mư. Ngon đi, ngon cho chát đi, ngon đấy. Chiêm ngưỡng sắc đẹp đi. Không có về lại xuân tình tưởng bọc. Bưng mâm cơm ra lại cất mâm cơm đi. Thương thì chả thương, nhưng mà các cô ấy nghĩ đấy. Các cô ấy nghĩ đến nhà mà tở. Thế mà có nhiều cô lại còn ví khuẩy với em đấy. Các cô ví thế này này. Ngày trong các cô ấy gắn thấy các cô ví thế này. Duyên dáng chưa? Bây giờ duyên lạc hè bồi. Này tớ được ông xã ít môi nhiều mồm. Chả nhẽ mình thấp mưu thua chí đàn bò. Sống lẽ sao khéo quen đôi, chồng thì mồm ếch vợ mùi cá mè. Trông em ăn mặc chảy hết mấy tí đồng tiền mà lịch bịch ghê nhỉ. Chẳng có thế mà đồn dâm đồn dĩ đồn nỉ đồn non đồn son đồn sáng đồn tận mũi nhà vua đó. Đồn thế này này, đồn A Nam dục Thái Bình, A Nam có chàng. Chàng hôm có nghĩa là bới trộm khoai lang. Ăn hát có nên thịt con cô nhé. Cưới không có thịt ăn cưới xuông à. Cưới nước mắm à. Cô mới này, cô cũ này, cô khác này. Múa cái kiểu này ra đây.
là mua cái kiểu này là cái kiểu kiểu này là cái kiểu thanh niên đi xem chèo đứng ở xó tối đây. Nó là cái kiểu vù cáo đây. Vù cáo có nghĩa là cào. Bây giờ mấy cô ngồi dưới kia gớm biết 8 giờ lại còn cứ đám ai. Cái múa kiểu này là kiểu tứ linh, tay em gió lên như phượng vũ long phi, hai chân em đứng như tựa thủy ba phương hà. Còn mình em đưa đi, em đưa lại là đơn quy đơn khác. Cô khác này, cô này buồn man mác này, buồn đời đấy, đời em buồn. Tôi bước chân đi, tôi lấy hình trong chiếu đùa ra con cá đã được lấy chồng chiếu. Cha với bố thì cũng thế. Khá khá là khá
làm sao khác là bố còn đóng phố cho cha. Cha còn làm nhà cho bố à? Thầy làm nhà thế. Ông bảo sao hả con? Ôi, ông ấy cầm con dao phát bảo đứng đầu giường thế này bố sao không? Con dao tay bò thế thì bố sao lại không? Ông ấy bảo thế nào? Ông ấy bảo thế này. Bớ cũng chết. Thầy bảo thằng bố mày lấy vợ cho mày không không chém chết cha mày. Ông nói thế à? Lời nào ông nói chứ mày nói tao à? Thằng này trời ơi, gà mẹ lão rồi. Vào đây, vào đây, vào đây. Mật đây vào bầu này. Mày nói cái gì đấy? Mật đây vào bầu. Ôi trời ơi, mày nói mật hả? Tao này ruồi à. Mật đây ruồi vào bầu. Ôi trời, bà con thằng này nuôi hổng quá cho mấy gậy điện hổng. Ôi trời, cái tay mày đang làm cái gì thế kia? Tao bị giữ miếng rồi tao đi dơ chửa. Thôi buổi ngày nay nó học cả võ. Cô lớn này, hôm nay có Kim Nham tới hỏi em mày về làm vợ. Tao gọi nó ra đây để cha gả chồng cho nó. Trời ơi, chứ khớm khớm chết chết. Dễ chị. Ai cho ăn một miếng uống một hớp thì em phải cả bao tường ra. Mặc đào. Sớm quá tí một con gái thì nay đòi gả, mai lại đòi gả. Thế sao còn người ở trong nhà sao ông không đem ra mà gả nốt hả? Mày bảo ai đấy? Vợ ông ấy. Quả đi ra đây. Con đâu? Ra cho bố mày bảo gì đấy ai? Ở nhà bố nó không phải bố mày hả? Tôi không chỉ là bố con họ đấy. Cái thằng này dạ nhà phải coi chết ngay. Chị Vân đâu? Ra cho bố mày bảo gì đấy này? Chính lấy cha cứ bảo đi xây lúa thì em còn đau tay, bảo đi giá gạo thì em còn đau chân, thế mà bảo lấy chồng một cái thế là tớn em. Vâng, con xin ra đây, con ra ngay đây nào, con xin ra ngay đây. Làm thằng con gái ta đứng trước mặt cha thì phải ý nhị kín đáo một tí. Mày có đem một khép cái tàu lá chuối vào không? Nha quạt che nửa miệng đây, bọn nó chinh cha cho mà bắt chết. Chinh cha phải hiểu điệu phục nữ dịu dàng mà chinh hết mà lấy làm chồng. Cái chinh cha này. Chúng mày dạy. Cha. Chinh lại cha bố. Cha đòi con trai ra đây có cái công đi việc. Việc gì? Quý tổ đô ra đây vô lý tình lẫn mê bà. Ôi trời ơi, ông làm quan ăn ở thất nhân thất đức. Ông có con đông phải đi cầu hết đèn kia miếu nọ. Cô cầu thánh thần với ban cho tôi về cửa nhà này. Mà mẹ tôi thì năm chìm bảy nổi tám chín cái nhấp nhô chứ sinh được ra con. Ông thì ông được cái việc gì hả? Ông chỉ được cái việc xong rồi cái là ông ngồi ông thở chứ được cái việc gì. Thế mà nay ông ấy bồi mai ông ấy dập, tôi bay về đèn tôi chết chưa lúc nào. Tôi cha xin, ơi trời, nếu như con, ôi trời ơi, tôi để tao qua gả chồng cho em mày xong, rồi cha sẽ lấy vợ cho mày. Ô thế còn thừa tiền thì đem mà làm ma cho muôn thể nhỉ. Sĩ Vân con. Có nói con gì mày? Ừ. Gọi về phần mẹ tôi đi dơ chửa kìa. Mày không nhịn tao được một nhời à? Không kém tao được một nhẹ à? Mày nhịn tao thì mày chết à? Ông hơn tôi chắc ông xấu đấy. Mày như cái biếu ấy. Ông như cái tạc ấy. Có con như mày bằng thừa. Có bố như ông bằng thiếu. Đây bà con xem. Tôi nuôi nó bằng ấy tuổi đầu bây giờ nó đối đáp tôi thế đấy. Đây bà con xem. Có ngày nào thì không bưng cơm rót nước cho ông uống đâu. Thế tôi hỏi ông nhé, ông đã lấy cho tôi cái tâm lần nào chửa? Bà Sĩ Vân con. Dạ.
có kim nham đáng mặt nho phong đến đây dạm hỏi con cùng, nào có nên chăng thời con cứ nói, kẻo lại mang điều cha đây ép ngã duyên con. Chính lạy cha ngồi đấy. À thì ông ấy đặt mày ngồi chỗ êm ái thì mày ngồi không sao. Cái chẳng may ông ấy đặt mày ngồi phải cái cọc buộc trâu mày ngồi để mày xoay chuột cha ra. Em mày nó nói thế này có ý nói tứ đâu, cọc câu thật mày nẹt nó thế bây giờ. Sướng đâu là mày ngồi như thế đấy. Thôi. Sĩ Vân con, dưới các con cứ đẹp dạ mà trên cha mẹ mừng lòng. Ấy ngày hôm nay cát nhật lương thần cha cho hai con về hồi môn hợp cảnh. Cô lớn hả? Ôi giời ơi, con dạ tao một tiếng à? Ôi ông thích dạ nha. Ừ. Cô sướng dạ nha. Ừ. Thôi. Bây giờ mày ở đây dạy dỗ bảo ban em mày đưa nó về nhà chồng. À. Còn tao thì tao già rồi, tao cần vào nhà trong an nghỉ. Vào đây. Ừ. Vào. Ừ. Vào. Lại giặt quan trọng này, vào thì chơi trong nhà thôi nhé, đừng có luẩn quẩn ra bờ ao, trẻ con nó du xuống ao ngã chết đuối nhé. Cụ nhất về rồi, giờ đến cụ nhì đây. Ai quen quên thế quên cả cái nhà này. Con cô nó đâu? Ra đánh tế cái tuần tế cho Hồng, vợ chồng đưa nhau về cho mát mẻ. Thằng Dương ở đâu? Dạ em đây ạ. Kim Nham em có lời xin chào anh cả sức. À láo, mày láo quá, láo thế, mày láo nhiều thế. Mày chưa về làm rể nhà tao, mày đã bêu dếu tao là xuất à? Chứ mày không bêu dếu tao là xuất thì dân làng họ mặc với tao là xuất à, xuất à? Ra đi tao tế cái quần tế tơ hồng, vợ chồng đưa nhau về cho nó mát mẻ. Dạ thưa anh, thế ai đông sướng ạ? Anh đông sướng còn ai đông sướng vào đây nữa? Thế ai tây sướng à anh? Tây sướng không anh, tây sướng. Thế còn bưng mâm rửa bát thì sao ạ? Bây giờ bưng mâm rửa bát ở đấy vợ chồng rồi đem mà quê chứ. Nhưng mà đắt lắm anh ạ. Thế bao nhiêu mà đắt? Dạ những 5 cỗ với 6 quan cơ ạ. À, đúng thời buổi thế cho đắt đỏ thế nhỉ. Ôi thấy bưng mâm rửa bát hút lớp suýt để anh làm nốt. Nghe anh chế này. Duy năm nay là năm nào, tháng này là tháng nào, ngày hôm nay là ngày hôm nào mà thì không được biết à. Vợ chồng mày cười cái gì đấy à? Vợ chồng mày bêu dếu tao đấy. À, vợ chồng bêu dếu tao. Ngày hôm nay đạo tao thang thiên lý khi nhân tầm, thiên kỳ ngộ thiên duyên nhất khắc, cầu đất bắc kết chỉ sao cầu, ông được rể bà được dâu, lạc đồng là thọ tăng thêm thọ, phép thánh hiền chính ta ra thô, tùy đại tâm bất khả luận tài, gái làm dâu cho phận đẹp duyên hài, cho xứng chỗ nữ công nữ tạc. Nữ tạc. Ngày hôm nay lương thời cát nhật, cho bay về yên mà hiên mộ. Cho bay bè yên cửa hiên nhà, trước nữa là đỡ nước con mẹ cha, sau hai họ đánh nhau suýt chết. Nào ra đây anh chia của hồi môn, không có bảo anh này tham. Dạ thưa anh, thế cha mẹ để cho anh em ta những cái gì ạ? Đấy, cha mẹ để cho anh em mình là một con trâu, 3 xào ruộng, 1 con mèo, 1 cái cối đá, 1 cái chày. Thế vợ chồng mày lấy cái gì ạ? Dạ thưa, thế anh cho vợ chồng em 3 xào ruộng ạ. À, thế cho mày 3 xào ruộng, trông đem phui, cho đem phui sạch hết. Có bài thế thôi ạ. Anh cho vợ chồng em xin con trâu. À đây, cho mày con trâu để ruộng người ta đem bỏ cỏ, đem bỏ hoang ạ. Anh cho vợ
chồng em con mèo vậy? Con mèo à? Chúng em xin anh có con mèo làm giống nữa mà. Sao anh? Nhà tao lắm chuột nó phá nhà tao. Châu anh cũng không cho. Ruộng anh không cho. Mèo anh cũng không cho. Cho thế nào được? Thế anh cho vợ chồng em cái gì nào? Anh cho vợ chồng em cái gì? À thôi, anh cho cô chú cái này về làm cuốn liếm sướng lắm ấy. Thằng chồng mày thích cái gì? Anh cho gì em lấy đấy. À cho gì đấy đấy. Thế anh cho thằng chồng mày cái chày. Cho con này cái cối em về mày giá cua. Cố đây. Cố nào. À giận, giận, giận. Mày ra ngoài cổng cái dặn riêng em gái tao tí. Anh dặn này. Dạ. Anh em mình không nên không phải ta đóng cửa ra đường ta bảo nhau có phải không? Dạ. Cô là có cái bệnh. Nghiện dầu thuốc có cái tính tắt mắt ăn cắp đấy. Anh đây đi trông đi bỏ đây. Hôm nào em cứ lừa thằng chồng đi bắt. Nhớ nhón trộm trên đôi gà con bỏ vào túi anh làm giống nhá. Bố này.